Cuối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama, Mỹ đối diện với sự thách thức lớn về vai trò của họ ở châu Á trong bối cảnh Trung Quốc trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong nhiều khía cạnh. Tình hình tranh chấp lãnh thổ và quyền ưu thế quân sự tại khu vực đang đặt ra câu hỏi về cách Mỹ nên đối phó với thách thức từ Trung Quốc. Mỹ phải cân nhắc cách sử dụng tài nguyên của họ để duy trì ưu thế mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và tình hình chính trị ở châu Á. Các tổng thống kế nhiệm sau đó, Donald Trump và Joe Biden, đều tiếp tục đặt ưu thế ở đối tượng đầu tiên trong chính sách đối ngoại của họ, tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc. Tướng Mark Emmer, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã đưa ra quan điểm vào đầu năm 2023 rằng duy trì ưu thế quân sự là mục tiêu quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Tuy nhiên, chiến lược của Tổng thống Biden khác biệt với những người tiền nhiệm. Thay vì tập trung duy nhất vào quân đội, ông đã cố gắng xây dựng một liên minh gồm đồng minh và đối tác để chia sẻ cả chi phí và sức mạnh. Điều này nhằm đảm bảo rằng Mỹ không phải gánh chịu toàn bộ gánh nặng của việc duy trì ưu thế quân sự trong khu vực. Ví dụ, trong vòng 3 năm qua, chính quyền Mỹ đã tìm cách xây dựng sự hợp tác với các đồng minh và đối tác để tạo ra một sức mạnh tổng hợp, giúp họ thúc đẩy ưu thế của họ và đối phó với thách thức từ Trung Quốc. Trong bối cảnh thách thức ngày càng lớn từ Trung Quốc, Mỹ đang đối diện với nhiệm vụ phải tập trung hơn vào bảo vệ khả năng tiếp cận các địa điểm chiến lược như trung tâm công nghiệp của Nhật Bản và Ấn Độ, cũng như các tuyến đường thủy quan trọng, để đảm bảo an ninh và quyền ưu thế của mình. Washington phải chuyển một phần của gánh nặng an ninh bằng cách hỗ trợ đồng minh và đối tác tăng cường khả năng tự vệ. Chiến lược này đòi hỏi Washington phải học cách tận dụng tốt hơn các thể chế đa phương trong khu vực để thúc đẩy lợi ích và ảnh hưởng của Mỹ, thay vì chỉ tham gia xung quanh các mối quan hệ đối tác có Mỹ là trung tâm. Cách tiếp cận cân bằng này có thể đem lại hiệu suất tốt hơn. Mặc dù có người chỉ trích rằng tiếp cận này có thể khiến Trung Quốc lo ngại về việc đồng minh của Mỹ bị bỏ rơi, nhưng thực tế là nếu Washington không thay đổi cách tiếp cận, họ có thể mất quá nhiều sức mạnh trong việc duy trì cam kết với các đồng minh và ngăn chặn Trung Quốc xa một cách hiệu quả. Tiếp cận cân bằng sẽ bền vững hơn và ít rủi ro hơn, bởi nó sẽ phù hợp với vị trí địa lý đặc biệt của khu vực, thay vì xem yếu tố địa lý là điểm yếu. Để đạt được vị thế dẫn đầu ở khu vực này, chính quyền Tổng thống Biden đã đầu tư rất nhiều vào việc củng cố quan hệ với các nước châu Á. Ví dụ, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược. Washington cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng và sản xuất hàng hóa công nghệ cao với Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những nỗ lực này vẫn còn kém xa những gì cần thiết để củng cố ưu thế vượt trội của quân đội Hoa Kỳ tại châu Á. Chính quyền Tổng thống Biden đã nêu rõ rằng một liên minh ở châu Á cần phải có ít nhất 3 yếu tố chính. Thứ nhất, Mỹ cần có khả năng tiếp cận các căn cứ sân bay và cảng biển của đối tác để linh động trong trường hợp khẩn cấp. Thứ hai, họ cần xây dựng một mạng lưới hỗ trợ về chuỗi cung ứng để tăng cường lợi ích và giá trị cho tất cả các bên. Cuối cùng, Mỹ cần tăng cường sức mạnh quân sự cho đồng minh và đối tác để đối phó với thách thức chính từ Trung Quốc. Trong môi trường đầy rủi ro và thách thức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, việc cân bằng ưu thế và xây dựng một liên minh chiến lược là một phần quan trọng của chiến lược của Mỹ để duy trì vai trò lãnh đạo của họ trong khu vực này. Tổng thống Biden đã đạt được một số thành tựu trong việc mở rộng quyền tiếp cận căn cứ ở Úc, Philippines và Papua New Guinea. Tuy nhiên, quyền tiếp cận này không đảm bảo khả năng linh động đối mặt với thời kỳ khủng hoảng hoặc chiến tranh. Philippines và Papua New Guinea đã thể hiện sự lo ngại về việc Mỹ sử dụng căn cứ trên lãnh thổ của họ để duy trì vũ khí hoặc thực hiện hoạt động quân sự đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, việc mở rộng quyền tiếp cận vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu quan trọng nhất của Washington. Hoa Kỳ chưa thể mở rộng khả năng tiếp cận đến những quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng nhất ở Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Singapore. Điều này có thể gây khó khăn trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ. Ngoài ra, khả năng tiếp cận của Mỹ cũng có thể bị hạn chế bởi Hàn Quốc. Washington vẫn phải dựa vào các đường băng dễ bị tổn thương ở Nhật Bản và đảo Guam khi họ thực hiện các hoạt động quân sự, bao gồm vận hành máy bay ném bom tầm xa từ Úc. Chính quyền Tổng thống Biden đã cố gắng củng cố ưu thế của Hoa Kỳ trong khu vực thông qua việc chuyển từ cách tiếp cận truyền thống sang mô hình liên kết đồng minh và đối tác toàn diện hơn. Điều này đòi hỏi các đồng minh có vai trò quan trọng hơn. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Biden đã gặp thất vọng vì rất ít quốc gia trong khu vực đã cam kết hợp tác hoàn toàn với cấu trúc an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Điều này có thể đưa ra sự lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cho các quốc gia trong khu vực. Washington đã khẳng định họ không có ý xây dựng một khối an ninh như NATO ở châu Á, và nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm cả đồng minh của Hoa Kỳ, cũng phản đối sự hình thành một liên minh như vậy. Kế hoạch xây dựng liên minh của Tổng thống Biden vẫn thiếu cơ sở pháp lý và thể chế cần thiết để đồng bộ hóa hành động một cách hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp. Tuy vậy, đối thoại an ninh tứ giác, hay còn gọi là bộ tứ kim cương,
quát gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác ở Biển Hoa Đông, nhưng vẫn cần thời gian để đảm bảo sự hiệu quả của họ trong trường hợp khẩn cấp. Trong một cuộc chiến tiềm tàng, Mỹ và Nhật Bản chưa có bộ chỉ huy phối hợp để điều tiết hiệu quả các hoạt động chung. Mặc dù Mỹ đã cố gắng xây dựng sức mạnh quân sự cho đồng minh, nhưng những nỗ lực này đang gặp nhiều thách thức và có thành tích trái chiều. Năm gần đây, một số quốc gia châu Á đã tăng chi tiêu cho quốc phòng, nhưng họ còn lâu mới có thể chia sẻ gánh nặng với Hoa Kỳ. Đặc biệt trong trường hợp một cuộc xung đột tiềm tàng đặt ra, Hoa Kỳ cần đồng minh và đối tác châu Á chi tiêu nhiều hơn để đạt được mục tiêu chia sẻ gánh nặng. Nhật Bản và Úc đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản dự định tăng chi tiêu thêm 65 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới để tự vệ tốt hơn trước Trung Quốc, bao gồm việc mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Úc cũng đang tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 2,3% của GDP trong 10 năm tới và tập trung vào việc triển khai sức mạnh một cách thực chất, bao gồm việc mua tên lửa tấn công tầm xa và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, những kế hoạch này vẫn còn nhiều thách thức. Nhật Bản thiếu khả năng tình báo và mục tiêu rõ ràng để sử dụng tên lửa Tomahawk một cách hiệu quả. Úc cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu quân nhân được đào tạo để vận hành và bảo trì tàu ngầm. Rất ít quân đội châu Á khác đang đóng góp để chia sẻ gánh nặng với Hoa Kỳ. Một số chuyên gia ở Washington đặt kỳ vọng cao vào Hàn Quốc, nhưng Hàn Quốc vẫn chưa đầu tư đủ vào cơ sở hạ tầng phòng không và giao thông để đóng góp cho các hoạt động tầm xa của Hoa Kỳ trong khu vực. Sức mạnh của Hàn Quốc chủ yếu đang tập trung vào đối phó với Triều Tiên. Bất chấp áp lực của Mỹ, quần đảo Đài Loan chỉ thực hiện các bước thăm dò nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cần thiết để chống lại một cuộc tấn công từ bên kia eo biển. Cụ thể, họ đang củng cố các hệ thống phòng không di động và máy bay không người lái. Cùng Mỹ tiếp tục gánh phần lớn nhiệm vụ quốc phòng nặng nề ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thành công và hạn chế của chính quyền Tổng thống Biden đặt ra câu hỏi liệu Hoa Kỳ có nên tiếp tục duy trì vị thế vượt trội ở châu Á theo cách đơn phương hay không. Một số chuyên gia Mỹ cũng hy vọng rằng khi mối đe dọa quân sự của Trung Quốc gia tăng, liên minh cần thiết để bảo vệ ưu thế vượt trội của Mỹ cuối cùng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, điều này được cho là rất khó xảy ra do vị trí địa lý hàng hải của khu vực cộng với khó khăn về tài chính đang làm đi ngược tham vọng xây dựng liên minh của Tổng thống Biden, đe dọa mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương rộng lớn. Tạo ra những vùng địa lý gắn liền với biển, không có quốc gia nào đủ sức mạnh để duy trì lực lượng hải quân ở mọi nơi, mặc dù các nước trong khu vực luôn cảnh giác trước áp lực của Trung Quốc liên quan tới biển đảo, nhưng một số lại không xem đất nước tỷ dân là mối đe dọa hiện hữu. Trong các vấn đề hàng hải, khả năng ràng buộc các lực lượng hải quân và không quân để phù hợp với địa lý khu vực đòi hỏi tính cơ động cao. Thời gian gần đây, Mỹ chú trọng đến nhiều căn cứ cố định trên bộ, nhưng nhiều quốc gia châu Á đã nuôi dưỡng sự hoài nghi về độ bền của những đảm bảo từ Mỹ đối với an ninh khu vực. Hoa Kỳ có thể chọn cách tiếp cận khác và nhiều chuyên gia khuyên nên làm như vậy. Đây là chiến lược hướng tới sự linh hoạt, bền vững và hiệu quả. Mỹ sẽ tập trung vào cân bằng sức mạnh với Trung Quốc, chứ không phải là áp đảo họ. Chiến lược cân bằng vẫn đòi hỏi Mỹ xây dựng một liên minh thân thiện ở châu Á, nhưng đó sẽ là liên minh cởi mở hơn trong cách tiếp cận cân bằng số lượng đồng minh và đối tác của Mỹ, cũng như các địa điểm tiếp cận sẵn có, vẫn đóng vai trò lớn, nhưng quan trọng hơn là chất lượng và giá trị chiến lược của các thành viên, lẫn căn cứ có thể tiếp cận chúng phải thực sự trọng yếu, ví dụ, ở biển Hoa Đông và biển Đông hay biển Nhật Bản. Trước tiên và cần thiết nhất là giữ cho ba đồng minh quan trọng giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là về thương mại, đầu tư và cung ứng nguyên vật liệu. Đây là ba nền kinh tế lớn của châu Á. Độc lập hơn của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho họ trong việc tự vệ, đặc biệt là về quốc phòng và bảo vệ các tuyến đường quan trọng như eo biển Malacca và hành lang biển Đông. Ba nước này cũng sẽ giúp các đồng minh khác của Hoa Kỳ như Philippines và Singapore. Song song với đó, Hoa Kỳ cần tiếp tục duy trì các cam kết trong hiệp ước khu vực và đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng, chắc chắn rằng các cân quyền lực sẽ trở nên thăng bằng hơn nhiều. Chiến lược cân bằng sẽ ưu tiên chuyển gánh nặng quốc phòng của Hoa Kỳ sang đồng minh và đối tác, yêu cầu họ chịu trách nhiệm cho an ninh của chính họ. Quân đội Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ và khuyến khích đồng minh trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản và Philippines, trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách đầu tư vào khả năng tự vệ bất đối xứng với nhiều nước châu Á. Giải quyết thách thức hiện đại hóa quốc phòng sẽ không dễ dàng sau nhiều thập kỷ thiếu đầu tư và thiếu cả nhân lực. Tuy nhiên, Washington có thể làm nhiều hơn so với những gì hiện tại để giúp họ trang bị vũ khí có thể kèm theo các điều kiện trong các thỏa thuận, hỗ trợ quân sự rộng rãi hơn, ví dụ, giảm việc mua các mặt hàng đắt tiền như máy bay chiến đấu hoặc tàu chiến cỡ lớn. Thay vào đó,
tập trung vào các phương tiện thế hệ mới hiệu quả hơn và giá rẻ hơn như tàu không người lái, máy bay không người lái, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không. Washington cũng có thể sử dụng các biện pháp khuyến khích như thỏa thuận hợp tác sản xuất và chia sẻ công nghệ, giúp đồng minh đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của họ. Quan trọng hơn, Washington cần phải nói rõ với đồng minh và đối tác rằng sự tham gia và lá chắn bảo vệ của Mỹ có giới hạn, mạnh những lợi ích mà đầu tư quốc phòng mang lại cho nền kinh tế cũng như an ninh của một quốc gia có thể sẽ giúp cho Hoa Kỳ tránh làm tổn hại đến các mối quan hệ quan trọng. Washington cũng có thể dựa vào rất nhiều căn cứ do các đại dương và vùng biển trong khu vực tạo ra để triển khai ít lực lượng tiền phương hơn. Đến chiến trường châu Á, Hoa Kỳ sẽ tăng cường khả năng triển khai nhanh lực lượng tiếp viện bằng cách bố trí nhiều thiết bị và đàn đực, ví dụ, các căn cứ nổi giúp cải thiện hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa trên bờ, đồng thời giúp hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hậu cần. Hoa Kỳ có cơ hội tận dụng vị trí địa lý của khu vực để đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên và giúp đồng minh và đối tác tự giúp mình, đồng thời giải phóng năng lực quân sự cho các mối lo ngại nghiêm trọng hàng đầu trong khu vực.